Thầy Tăng xin chào các bạn. Thì các bạn đã biết một clip của chúng tôi để nói về một dòng sản phẩm với công nghiệp khác nhau. Mục đích đó là giới thiệu cho các bạn một cách khách quan, chân thực nhất về chất lượng cũng như hiệu quả mà sản phẩm đem lại. Thời gian qua trên channel của chúng tôi đã có khá nhiều các video clip. Nếu bạn quan tâm về ngành thiết bị bếp công nghiệp mà chưa có xem clip video của chúng tôi, xin mời hãy kích vào link dưới đây để có thể xem lại toàn bộ nhé. Quay trở lại video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ không để bạn phải chờ đợi lâu thêm nữa. Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay loại máy chế biến thực phẩm ngày hôm nay, xem nó ra sao nhé. Sản phẩm mà ngày hôm nay Rossi Việt Nam muốn giới thiệu đến với các bạn đó chính là chiếc máy sấy Coresta có mã số KR03 New 6 khay. Đây là mẫu mã sản phẩm 6 khay mới nhất hiện nay của Coresta. Máy sấy hoa quả Coresta có mã số KR03 New có công suất máy là 500W, công suất tiêu thụ là 300W một giờ. Kích thước máy là 43.5 x 29.5 x 30 cm. Khay sấy kích thước là 29 x 29 cm, chất liệu được làm bằng SUS201, dày 0.8 mm, sử dụng điện áp 220-240V, tần số 50Hz. Bằng cái nhìn trực quan thì chúng ta có thể thấy chiếc máy được thiết kế với kiểu dáng rất là nhỏ gọn, sang trọng, tính thẩm mỹ cao, phù hợp với bất kỳ một không gian nào. Vỏ ngoài của chiếc máy được làm bằng inox 201 cao cấp, giúp dễ dàng vệ sinh sau khi sử dụng. Đây là hệ thống điều khiển của chiếc máy sấy hoa quả Coresta với hệ thống điều khiển cơ thông minh giúp chúng ta dễ dàng sử dụng hơn. Đây là các núm điều chỉnh tăng giảm nhiệt độ và cài đặt thời gian của máy. Tiếp theo là phía bên trong của chiếc máy. Chiếc máy được thiết kế cạnh 6 khay, khay được làm bằng inox 304 có độ chịu nhiệt cao, đảm bảo an toàn vệ sinh và khay có lỗ đục hoặc là lưới dễ để khay thông thoáng giúp sấy nhanh và đồng đều hơn. Khoảng cách giữa các khay thì rất là phù hợp, giúp tiết kiệm diện tích nhưng vẫn xếp đủ các sản phẩm sấy của mình mà không bị kích lên các khay sấy khác. Máy được thiết kế các quạt gió, khe tản nhiệt giúp máy có độ bền và tuổi thọ cao hơn. Kèm theo máy thì có các sách hướng dẫn về các loại hoa quả sấy như là xoài, dưa, lê, cà rốt, khoai tây. Các loại hoa quả tươi thường rất là tốt cho sức khỏe và thơm ngon, nhưng việc bảo quản chúng thì lại khá là khó khăn. Thường thì thời gian bảo quản thì không được lâu, do đó một chiếc máy sấy hoa quả khô giúp bạn sấy khô được các loại hoa quả, rau, củ, tạo thành các món rau củ quả khô có với lượng đường cao và giữ được nhiều chất dinh dưỡng, vitamin có sẵn trong hoa quả. Giờ thì chúng ta hãy cùng nhìn lại toàn cảnh chiếc máy sấy hoa quả Coresta có mã số KR03 New 6 khay. Để kết thúc video ngày hôm nay, sau đây chúng tôi sẽ gửi đến quý khách hàng những hình ảnh về các showroom trưng bày sản phẩm của Rossi Việt Nam tại hai miền Nam và Bắc. Khi có nhu cầu về sản phẩm, quý khách hàng vui lòng liên hệ với các showroom gần nhất của chúng tôi để có thể dễ dàng mua được những sản phẩm phục vụ cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh của mình. Với mục tiêu giải phóng nhân sự, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả và kiến tạo sự thành công, Rossi Việt Nam khẳng định sẽ mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm đúng mục đích, đúng yêu cầu và đúng giá trị dành cho quý khách hàng. Dưới đây là những địa chỉ cũng như thông tin liên lạc của các miền. Showroom miền Bắc, địa chỉ 283 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Số điện thoại 0912 863 364. Showroom miền Nam, địa chỉ 751 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 0868 998 663. We'll be right back.
bạn hãy comment phía dưới để chúng tôi có thể liên lạc với các bạn nhé. Để sở hữu sản phẩm tự lợi này, bạn có thể liên lạc với Rosie Việt Nam qua hotline 0912 863 364 hoặc truy cập website rosie.vietnam để được tư vấn cụ thể hơn nhé. Đặc biệt là hãy theo dõi và nhấn like để chúng tôi có thể thêm được lực phát triển kênh ngày càng thú vị hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong video sắp tới. Các bạn làm việc hiệu quả. Xin chào.